Xin được gửi lời chào đến người ca sĩ Tam Thơ. Lúc nào anh đeo quan trống thì có chị Tam Thơ ngồi phía sau, dễ thương. Cảm ơn chị rất nhiều. Anh kêu. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trương Lê Sơn, Tổng Gửi. Và ca khúc này sẽ là phần dự thi của thí sinh Lê Thi. Bình tĩnh để anh hãy chấm điểm. Lê thay, lê thay, lê thay.
quá, áp lực quá. Xin chúc mừng Lệ Thi. Thưa quý vị, càng lúc càng hào hứng và càng sôi nổi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một thí sinh cũng rất là đặc biệt. Hôm qua thì chúng ta có một thí sinh người Mỹ hát nhạc Việt Nam, hát tiếng Việt rất là hay đó quý vị. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một ca khúc nhạc Hoa, người chân cừu ở Tả Cả Cát Hải, với phần dự thi của A Muối. Oh,
rồi. Trời ơi, có đang kèn theo luôn hả? Xin cảm ơn quý vị, và bây giờ chúng tôi xin được mời ban giám khảo. Em xin mời nghệ sĩ Sia. Chưa được tặng bông mà em được quá trời nè. Hello muối đang thơ mưa đẹp. Thân thơ xin kính chào tất cả các thí sinh, các anh chị và các bạn có mặt trong buổi tối hôm nay. Hôm nay rất là sôi động, tình hình rất là sôi động. Mình xin phép thí sinh cuối cùng của đêm hôm nay, xin mời các khán giả hãy tập trung nghe thí sinh cuối cùng hát và chấm điểm cho em nha. Và bài hát được mang tên, không phải bài hát của Lê Quang nha, nãy chị Di nói bà lên là bà phải hát của nhạc của Lê Quang, má Hồng tôi cũng thích, giờ tôi hát nhạc của một người khác. Nó kêu cho hát nhạc Lê Quang bữa giờ chán quá, hát hoài bây giờ hát cái bài chung tình được mà lâu rồi không hát. Cái bài được mang tên là Trả Lại Em của Hoàng An. No, em đã nói nhiều lần mà vì
Bây giờ hát bài nhạc Hoa Lời Việt nha. Ban giám khảo đang căng như dây đàn ở ngoài thưa quý vị. Các quấn lộn của ngoại kìa. Ôi, ban giám khảo quấn lộn ngoại luôn kìa. Ghê chưa? Hả? Chuyện tình tan vỡ. Và sau đây là một bài hát rất quen thuộc nhạc Hoa Lời Việt bản của mang tên Chuyện Tình Tan Vỡ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chuyện tình tan vỡ,
Cảm ơn anh Sĩ Lan, cảm ơn chị Nguyễn Hồng Nhung. Và bây giờ là kết quả của ban giám khảo. Thưa quý vị, chúng tôi xin được chúc mừng Lệ Thi. Và tiếp theo xin được chúc mừng A Muối. Thưa quý vị, bởi vì là có một giám khảo dấu điểm nên chúng ta không thể nào biết được bạn nào sẽ là người tiếp theo, bởi vì số điểm trên nhau chỉ có xích sao thôi.